Ok, và chúng ta sẽ đến với tựa game Warframe Pre-Shooter, một game bắn súng rất là đẹp. Với đồ họa thì nhân vật thì là người giống kiểu chibi, đầu to và đít thì nhỏ. Ok. Lót cái gì đây vậy? Rồi, mình sẽ chơi thử cái này. Thì gameplay cũng rất là hay. Đây là một game bắn súng mà thật sự rất là ấn tượng. Và cách chơi rất là mới và đồ họa cũng rất là đẹp. Gameplay tốt. Và cộng đồ chơi cũng khá đông. Hơn 1 triệu lượt tải xuống game này. Rồi đang lấy cái Facebook của thân thiện thu để chơi thử xem như nào. Càng đấy, càng đấy. Để bắn thằng này thôi. Chưa chết em. Nó ném mìn. Mày ném mìn với bố. Lặp lại nhé. Di chuyển sang đây. Nắp đạn, nắp đạn. Ôi, ấn nhầm rồi. Quay lại. Thì mẹ nó ấn nhầm nhỉ. Thì mẹ nó đang chơi nó bị crack, bị văng ra ngoài. Lại phải chơi lại. Dạ. Rồi. Phải trở lại rồi. Đang nghe thì bị scratch văng mấy ra ngoài luôn. Rồi. Ủa thằng nó có biết à? Mẹ quân nó sang ngay kia. Đạn. Ủa, người ấy đi chuẩn quá. Chết rồi. Chạy chạy chạy. Đi ra hết không có cảnh giác ạ. Còn hết máu rồi. Không máu cái gì ấy. Sao nó đâu ra vậy? Sắp chết rồi. Chết rồi.
chạy chạy bố gì là chạy ra hết máu bố rồi, thằng kia nó bắn chuẩn quá. Nâng cấp xuống một chút thì rồi tiếp thì xem nào, phán đầu tiên thua sấp mặt. Vâng, chúng ta đến với World Friend PvP Shooter. Chúng tôi mọi nó có VIP không ạ? Bạn bắn trở ra nó kinh đấy. Chạy đâu? Dính trưởng rồi. Chạy đi, nó ném đi nữa. Bố mày, trời mày, chưa ném được rồi. Di chuyển, di chuyển. Đi ra rồi đấy. Đi, ném đi, nó ném đi đấy. Chạy đi, chạy. Chạy như vịt vậy. Ôi, nó mạnh quá. Thằng này nó vào đây nó bắn mình kìa. Chạy. Nghe quân thì để cho nó thích chạy vào nhà nó bắn luôn. Giết được nó thôi. Thằng gà này. Cuối cùng là giết được nó thôi. Cái tội chạy lo to vắt vào đầu. Rồi continue. Như vậy lại mình ấn nhầm rồi. Không hiểu sao mình toàn ấn nhầm cái này thôi. Rồi không hiểu sao game này lúc này bị scratch, mình toàn vào bị văng ra. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục một trận đấu thứ ba, một trận thắng, một trận thua, một trận nó bắt phải nâng cấp này này. Đấy chứ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại. Làm sao rất hay grab lại văng ra ngoài. Hay có thể máy mình hết pin nên nó hơi cùi mía. Rồi trận tiếp theo gặp Boot Laya. Rồi xem nha. Ôi ôi, thằng này đẹp trai vậy đã. Đâu đâu đâu, thằng này nó có VIP, mẹ ta nó có VIP. Thank you.
sao rồi, nó sao rồi, nó sao rồi. Thủ sát thủ sang, thu vượt nó rồi. Ôi đạn ơi. Thủ sao lại đánh áo trước đây nhỉ? Kìa kìa, sau kìa, sau. Chết rồi con ạ. Vót vào đầu. Thắng không? Đơn giản. Chiến thắng rất là dữ dội. Cái gì đây? Lên danh, lên danh rồi, lên danh. Rồi, lên danh. Cái này lấy ra đồ đéo gì nhỉ? Rồi, nhận được khá nhiều đồ rồi. Rồi quay lại. Tiếp tục. Ui, có cả khẩu này cơ à? Nghe đi, có cái gì? Có đi. Rồi. Mình có cả sniper này. Úi dồi. Nhiều tiền vãi đáy. Mua được nhiều quân phết. Quên đã mua đạn. Cử một ám sát viên sang Uga, nó ném mình, nó chạy. Cử đoạn ném mình. Kéo lại thua. Cử mình, chạy đi. Nó ám sát rồi, nó ám sát rồi. Ám sát sản tạo, ám sát bố mẹ. Chạy đi.
Yo. Sao lại hoạt thế này? Dạ bắt lúc mua khẩu súng kết đấy dùng như nào? Quá cả liền. Mua khẩu súng kết đấy bắn cái gì? Về đạn. Mua khẩu súng kết sao không biết là gì? À, mở được một hộp đồ. Đây là cái mũ này. Nó sẽ có VIP nhỉ? Rồi. Continue. Rồi, như nào đây? Em nó cứ đơ đơ thì đéo đây. Đéo được nữa đây. Đâu rồi? Rồi. Cái quýt cũng bị dùng cái đó. Rồi. Có rocket mà đéo bắn được. Ủ chúa vậy. Thằng này chơi rocket cái gì đầu nó đi sợ. Đấy đi rồi. Ủa nó sát kìa. Đang lập đạn. Chết rồi. Thằng này là quá, súng mấy quả nó két thì chống cái nhát rồi. Ông còn súng gắm nó chết đi rồi. Còn súng gắm thì bắn tí đéo là được. Hải bãi trường. Ông còn súng gắm thì sao mà bắn được. Ok, chắc đây là ván cuối. Một cái ván cuối nữa xem của Your Friend PP Super rất là hay. Game bắn súng mình đánh giá là khá là đồ họa khá là đẹp, gameplay rất là tốt. Và cái chơi cũng khá là thân thiện. Qua kho.
trượt mẹ. Giả chú này bị tiêu diệt rất đơn giản luôn, nó kết với nó bắn. Ok, trên đây là cái phần review của Friend PP Shooter, game bắn súng rất là hay, đồ họa rất đẹp và gameplay cực kỳ ấn tượng và cách chơi thì rất là đơn giản. Ok, xin chào và gặp lại trong các review game tiếp theo. Xin cảm ơn rất là nhiều.